Trần Gia Bảo trở thành cầu thủ trẻ nhất được thi đấu tại V-League và cũng lập kỷ lục cầu thủ trẻ tuổi nhất ghi bàn ở sân chơi này. Ở tuổi 16, Gia Bảo chỉ là phương án dự bị cho các đàn anh của đội 1 Hoàng Anh Gia Lai, song rất tự tin và chững chạc khi được ban huấn luyện tạo cơ hội vào sân thi đấu. Bộ khung trong đội hình của Hoàng Anh Gia Lai ở mùa này được gia cố bởi nhiều cầu thủ trẻ như Gia Bảo, Lý Đức, Trung Kiên. Ở vòng 2, đoàn quân của huấn luyện viên Lê Quang Trãi sẽ phải đối đầu với câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An, một đội bóng cũng có lực lượng trẻ tương tự, đang thay đổi diện mạo dưới thời huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn. Màn so tài này được ví như là cuộc chiến của những sao mai bóng đá Việt Nam khi đa số các cầu thủ tham dự là tuyển thủ ở các đội tuyển trẻ quốc gia. Hoàng Anh Gia Lai vừa có chiến thắng tưng bừng tới 4-0 ngay trên sân nhà của Quảng Nam, tạo động lực cho trận tiếp đón đội bóng xứ Nghệ ở vòng 2. Với khởi đầu xuất sắc cùng lợi thế sân nhà, thầy trò ông Quang Trãi hẳn nhiên hướng mục tiêu giành 3 điểm để củng cố ngôi đầu bảng xếp hạng. Trong khi đó, Sông Lam Nghệ An sẽ chỉ có 2 ngoại binh ở vòng 2 sau khi hậu vệ 25 tuổi người Paraguay Sebastian Zaracho phải nhận tấm thẻ đỏ ở trận ra quân giải đấu. Lực lượng suy yếu khá nhiều nên đội bóng xứ Nghệ sẽ phải chọn lối chơi phòng ngự phản công và hướng mục tiêu có điểm khi hành quân đến Gia Lai. Cũng tại vòng 2 V-League năm 2024 đến năm 2025 diễn ra vào ngày 21 tháng 9, B. Bình Dương sẽ tiếp đón Hải Phòng lúc 18 giờ, FPT Play, trên sân Gò Đậu. Đội bóng của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn có khởi đầu suôn sẻ nhờ trận thắng ngược Thanh Hóa ở vòng 1, tuy nhiên vẫn còn bộc lộ nhiều khuyết điểm khâu phòng ngự. Nguyễn Tiến Linh là điểm sáng trong lối chơi kiểm soát bóng, chủ động tấn công của B. Bình Dương sau khi lập cú đúp bàn thắng, nhưng khả năng phối hợp, triển khai đấu pháp chiến thuật của đội bóng đất thủ vẫn chưa nhuần nhuyễn, phụ thuộc nhiều vào những đường chuyền vượt tuyến từ hàng hậu vệ. Hải Phòng cũng đã có điểm số đầu tiên ở V-League mùa này sau trận hòa kịch tính Công An Hà Nội trên sân nhà Lạch Tray. Dù không được đánh giá cao như những mùa trước, nhưng đoàn quân huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm luôn là đội bóng khó chịu ở giải đấu quốc nội, đủ tầm để cản trở hành trình đăng quang V-League của các ông lớn như B, Bình Dương. Trần Gia Bảo, cầu thủ 16 tuổi của Hoàng Anh Gia Lai. Hoàng Anh Gia Lai đã trở thành cầu thủ trẻ nhất thi đấu tại V-League và lập kỷ lục ghi bàn ở giải đấu này. Hoàng Anh Gia Lai sẽ đối đầu với Sông Lam Nghệ An ở vòng 2, cuộc chiến được ví như cuộc chiến của những sao mai bóng đá Việt Nam. B. Bình Dương sẽ tiếp đón Hải Phòng ở vòng 2, đội bóng đất thủ đang hy vọng tiếp tục giành chiến thắng sau trận thắng ngược Thanh Hóa ở vòng 1. Dù không được đánh giá cao, Hải Phòng luôn là đối thủ khó chịu và đủ sức cản trở hành trình đăng quang V-League của các đội bóng lớn